Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Minh Đường Tử Vi. Hôm nay mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Vận trình của người tuổi Tý trong tuần mới này cho thấy tuần này là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Tý làm công ăn lương nếu đầu tuần mọi sự còn yên ắng thì đến giữa tuần đủ loại khó khăn bắt đầu xảy ra khiến bạn đau đầu giải quyết thương quan và kiếp tài cho thấy người mang rắc rối đến cho bạn có thể là cấp trên hoặc đồng nghiệp trong những lúc như thế này bản mệnh cần đặc biệt chú ý cách cư xử của bản thân đừng để những hành động lầm lỡ của mình khiến người khác có ấn tượng xấu dù tình huống bạn phải đối diện là gì sự bình tĩnh cũng có thể giúp bạn khắc phục và vượt qua Ngược lại, trên phương diện kinh doanh, sao thiên đức cùng với thiên tài và thực thần phù trợ khiến tuần này, thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn ngay từ đầu tuần. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Chuyện tình cảm của bản mệnh vẫn có điểm sáng nhưng về tổng thể thì vẫn khá u ám. Bạn và người ấy dễ mâu thuẫn vì những vấn đề thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hai người có quan điểm bất đồng là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là phải biết trò chuyện để cảm thông và tìm ra tiếng nói chung. Tử vi tuần mới của tuổi sửu từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Sự nghiệp của người tuổi sửu gặp chút ít khó khăn vào thời điểm đầu tuần, do có kiếp tài và tỷ kiên xuất hiện. May mắn là sau đó, bạn tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện giá trị của bản thân, khiến mọi người phải nhìn mình bằng đôi mắt khác xưa tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này vì thế nếu làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bạn cần tiếp tục cố gắng và kiên nhẫn hơn đừng vội vàng nghe theo lời rủ dê lôi kéo của người khác kẻo bạn sẽ dễ sôi hỏng bỏng không thậm chí vướng vào vòng lao lý chuyện tình cảm của người tuổi sử có nhiều vấn đề xảy ra nhưng càng về đến cuối tuần thì những khúc mắc ấy lại càng được tháo gỡ nhiều hơn bạn và người ấy đều nhận ra điều gì là đáng quý trọng nhất trong mối quan hệ giữa đôi bên và từ hứa sẽ cố gắng gìn giữ Bạch Hổ mang lại điểm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Bước sang tuần mới này, người tuổi dần đang có điểm báo thường xuyên gặp phải khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này thiên quan và thương quan cho thấy bạn cần tránh va chạm với cấp trên dù lập trường của bạn có đúng đắn đến mấy bạn cũng chớ nên nói những lời gây tổn thương thậm chí là ảnh hưởng đến thể diện của người làm lãnh đạo chuyện làm ăn có nhiều điểm sáng từ giữa tuần bạn chỉ cần cố gắng không ngừng trong khoảng thời gian này thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công xứng đáng người làm ăn nếu nắm bắt đúng cơ hội thì bạn dễ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó đem lại lợi nhuận không chỉ cho chính bản thân mà còn cho người khác sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này nếu còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thách thức hoàn cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới chuyện tình cảm của bản mệnh có rắc rối nhưng cũng có ngọt ngào bạn nhận thấy rằng sau khi trải qua sóng gió đôi bên đã hiểu thêm về nhau biết bao dung và trân trọng nhau nhiều hơn đây chính là mối quan hệ mà bạn cần phải trân trọng tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, chuyện tình cảm của người tuổi Mão có biến động trong tuần này, nhưng theo phương hướng ngày một tốt lên. Người độc thân dần mở lòng và nhận ra xung quanh mình có nhiều người rất tốt và chân thành. Chính nhờ vậy, đến thời điểm cuối tuần, bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp chính quan cho thấy bạn có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay thiên quan và thương quan khuyên bạn tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác đặc biệt là người có vị thế cao hơn mình chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần song bạn không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy bởi nhờ có sự thông minh nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Tử vi tuần mới của tuổi thìn từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021 người tuổi thìn bước sang tuần mới này cho thấy sau một vài khó khăn trong sự nghiệp vào đầu tuần do đồng nghiệp gây ra thì đến giữa tuần người tuổi thìn có thể thể hiện được giá trị của mình bạn hoàn toàn có khả năng vượt lên trên mọi trắc trở vì thế hãy tự tin hơn vào bản thân mình tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này nếu có thì cơ hội kiếm tiền cũng chỉ đến vào cuối tuần do thiên tài mang lại nếu bạn vẫn luôn chăm chỉ với công việc tay trái của mình thì nay chính là lúc bạn được đền đáp xứng đáng có điều tiểu hao cũng cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hàng ngày vì thế bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực nhất là với chuyện tiền nong nếu không dù có dư giả đến đâu bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu trên phương diện tình cảm người tuổi thìn sẽ gặp phải khá nhiều vấn đề bạn và nửa kia khó tìm được tiếng nói chung mỗi khi rắc rối xảy đến có lẽ cả hai đều đang quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên mới đẩy mọi chuyện vào tình huống khó xử như vậy. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thầy tử vi chỉ ra rằng, sự nghiệp của người tuổi Tỵ về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì trong quá trình chuẩn bị, có như vậy thì khi cơ hội đến, bạn mới không rơi vào trạng thái bỡ ngỡ, bị động. Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Phải nói rằng chuyện tình cảm của bạn đang phát triển rực rỡ khó ai sánh bằng trong suốt tuần này. Nếu còn độc thân, bạn có nhiều cơ hội giao lưu với những đối tượng triển vọng. Chỉ cần mở lòng và cho đôi bên một cơ hội là hai người hoàn toàn có thể đi cùng nhau lâu dài. tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Tuần mới này là một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần chính tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng trong khi thiên tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhớ những trò may rủi bản mệnh còn được tận hưởng một tuần yên bình khi nửa kia luôn là chỗ dựa cho bạn bạn có thể tâm sự với người ấy và đôi bên cùng thảo luận để tìm ra hướng giải quyết cho mọi khó khăn gia đình chính là bến bờ vững chãi cho bạn mỗi khi mệt mỏi nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng đặc biệt là với nữ mệnh bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Người tuổi mùi muốn đạt được thành công trong sự nghiệp thì trước hết phải trải qua gian khó. Tuần này, bạn có thể phải giải quyết khá nhiều rắc rối do đồng nghiệp cố tình để lại hãy hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn bởi có thể lãnh đạo đang đánh giá bạn thông qua những tình huống như thế này đấy chuyện làm ăn của bạn không có nhiều điểm sáng trong tuần này có lẽ bạn cần phải bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu cứ sốt sắng chỉ mong mau chóng làm giàu có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào chỗ khó khăn rắc rối sao dịch mã chiếu mệnh cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình đầu tuần người tuổi mùi gặp phải nhiều vấn đề không như ý trong chuyện tình cảm song nhờ có lối suy nghĩ tích cực mà bạn dần tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng bạn có thể nhận ra rằng mình đã chín chắn hơn trong lối cư xử không còn vô tình tổn thương nửa kia nữa tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, thương quan và tỷ kiên xuất hiện ngay từ đầu tuần như thử thách sức chịu đựng của người tuổi thân. Bản mệnh cần phải kiên định với lý tưởng của mình, không để bị lay động bởi lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều đối với con giáp này. Thực thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản vừa đủ, nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi bản mệnh cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn gặt hái được thành quả lớn chuyện tình cảm của bản mệnh có lên có xuống trong thời điểm này mà mâu thuẫn giữa đôi bên chủ yếu là do những quan điểm bất đồng bạn không nên dùng những từ ngữ tiêu cực phủ nhận ý kiến của đối phương vì như vậy thì đôi bên lại càng khó đi đến ý kiến thống nhất tuy nhiên nhờ có sao thái dương chiếu mệnh người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên trần trừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai. Tử vi tuần mới của tuổi dậu từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Với người tuổi dậu bước sang tuần mới này cho thấy, trong sự nghiệp, người tuổi dậu phải kiên trì khi đối diện với khó khăn mới mong gặt hái được thành quả ngọt ngào cấp trên và đồng nghiệp có thể gây rắc rối cho bạn nhưng chỉ cần bạn hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình thì đến cuối tuần bạn sẽ khiến những người ấy phải tâm phục khẩu phục chuyện làm ăn của bản mệnh chỉ đến vào đầu tuần khi có thực thần nâng đỡ do đó người làm ăn cần hết sức nhanh chóng nắm bắt cơ hội bởi một khi đã để lỡ thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa cơ hội mới xuất hiện lần thứ hai tình cảm của bản mệnh có lên có xuống trong tuần này dù không phải là tồi tệ nhưng cũng không mấy khả quan mối quan hệ giữa đôi bên đang dần lạnh nhạt cần cả hai bạn phải tích cực và chủ động hâm nóng hãy biết quý trọng người trước mắt mình thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà trước khi rời nhà bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn giảm bớt những ảnh hưởng xấu tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Sự nghiệp của người tuổi Tuất lên bổng xuống trầm trong khoảng thời gian này. Vì thế, khi đối diện với khó khăn, bạn cũng chớ nên nhụt chí. Khi đối diện với thắng lợi, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo. Tốt nhất hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, nghiêm túc học hỏi mọi người xung quanh tình hình tài chính không có nhiều biến động trong thời gian này vì thế mà bản mệnh cần nhớ chi tiêu hợp lý chớ nên hoang phí tiền bạc cho những thú vui nhất thời nếu có ý định mua sắm những món hàng đắt tiền bạn nên suy nghĩ kỹ hoặc chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa đôi lứa thường xuyên mâu thuẫn với nhau cả bạn và người ấy đều cần phải học thêm về sự bao dung đừng xét nét mọi điểm xấu của người ấy bởi những tật xấu thì ai cũng có cả quan trọng là đôi bên cần dung hòa với nhau nếu muốn chung sống lâu dài sao bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Sự nghiệp của người tuổi hợi tốt xấu đan xen trong suốt tuần này bạn là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc nhưng cũng chính vì thế mà bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân ngứa mắt hãy đề phòng những người xu nịnh cố tình tiếp cận mình thêm vào đó sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống cũng không nên ôm hết việc vào người nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn bù lại chuyện làm ăn của bản mệnh diễn ra khá suôn sẻ trong suốt tuần bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của mình để nắm bắt những thời cơ quý báu song bạn cần phải biết thế nào là đủ để dừng lại cho đúng lúc đừng tự đẩy mình vào rắc rối chuyện tình cảm có chút điểm sáng vào giữa tuần nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào bế tắc bạn cần bình tĩnh hơn khi đối diện với những mâu thuẫn bất đồng trong tình cảm nếu có gì bất mãn bạn nên thẳng thắn nói ra để người ấy cùng biết chứ không nên giữ trong lòng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại